quên được cái kế rồi, có chiếc kính rồi. Đi lên trên đầu bàn học, đầu đầu cái giường còn lấy cái kính cận như vậy cơ. Dạ. Nhẹ nhẹ chưa? Hello cả nhà. Vừa ngủ dậy sao mọi người? Hôm nay bên này nó mưa mọi người ạ. Con cái gì vậy? Hôm bên này là mưa nhá. Mưa nha các cháu, đừng đi học nghỉ trễ. Bà này bà muốn ăn cái món mì tôm trứng. Ủa sao? Mẹ chiên một trứng lên chứ. Chiên một trứng lên cho nó ấy chứ. Chào Libby Dây Trần. Hôm nay bên này trời mưa nên toàn bộ học sinh được ấy. Toàn bộ học sinh được nghỉ. Nghỉ trễ. Nghỉ trễ. Chứ không phải là không được.
Anh bỏ cái đấy ra đi. Dạ. Bỏ cái đấy ra. À không, trong nhà không lạnh là vì đang mặc bộ cái áo này. Đang bị nóng. Đang bị nóng rồi. Bị nóng. Bên này bị nóng mọi người ạ. Bên này hôm nay chắc cũng phải xuống âm đấy mọi người. Hôm qua 10 giờ đêm nhà trường nhắn tin. Là học sinh đi học trễ 2 tiếng. Em nấu mì cho Kiến không? Không biết là các cháu đi học trễ 2 tiếng thì các cháu có được ăn sáng tại trường không? Hay là đến cái là học luôn? À mọi người, có chứ, sang trần em dùng kem dưỡng bệnh hôm trước cho chị dùng ấy, làm make up cho da đấy. Em gầy rồi mấy chị, kem dưỡng trắng thôi, kem dưỡng make up body đấy.
đeo là tập gì đúng rồi, đúng đúng đúng, nhà em thiếu cái tập gì, chuẩn chuẩn. Em đang nấu món đấy mà chị Phạm Hằng. Nấu đúng món mì mà mì cho bà thôi. Eo giờ chị nhỏ đúng rồi, gầy đi mà. Nhưng mà riêng em nhé, riêng em được khoảng nấu mì ấy, em phải rau diết đàng hoàng em chị. Tới cao mét 1m74. Tô mì của mẹ cháu. Thế à? Ngon không con gà? Khéo nóng nhé con nhé, nóng nhé, nóng nhé. Qua mẹ nhìn mà. Đúng rồi, hôm nay Kiến đi học trễ hơn mọi ngày 2 tiếng mọi người ạ.
vàng của mẹ. Cục cưng của mẹ, đáng yêu nhất cuộc đời của mẹ là em đây. Là em đây baby à. Em là cô bé đáng yêu tình nồng đắm say tình ái. Tình ái duyên quê, tình yêu nồng cháy, tình cháy, tình say, ôi em say tình nồng. Ôi bé bi tình nồng say. Đó. Thị Kiến mặc màu tím xinh ha mọi người ha. Ồ Hoàng, Hoàng Tiến Hoàng, giày của bạn Kiến nhà mình đeo vừa hết, cảm ơn Kiến và Má Trang. Ồ. Bên đấy họ nghỉ cho bọn trẻ. Thật ơ kìa, tại vì bên này là trời mưa mọi người. Nó mưa to như hôm qua ấy. Nên là mà họ cho trẻ con nghỉ trễ 2 tiếng. Để cho mưa nó bớt. Ừ. Kiến đi học về thì Kiến kể vui lắm mọi người ạ. Chào chị Quỳnh Hương, chào chị Hạnh Trinh. Trang Cao vào Sài Gòn nhớ ghé ăn bún đậu chị nha. Dạ, viên đốt mỡ bụng một hộp 860.000, 45 viên. Con ăn một mình thì mẹ lên rửa mặt nhé. Dạ. Cái gì? Mẹ nó nhỏ để mặt người ta nó rồi. Nó hiểu chuyện không mọi người? Hôm qua bà nội, mẹ và ba ngồi nói chuyện hơi muộn. Nó kêu là mẹ đi lên đánh răng rửa mặt đi, nói chuyện nhỏ thôi cho ba ngủ. Trời ơi, con gái yêu của mẹ, tình nồng của mẹ, tình yêu của mẹ đắm say con bé, tình nồng con bé, tình yêu con bé đắm say. Một ngày uống 3 đến 4 viên chị. Tình say con bé, tình ái và tình thắm con bé, tình thương. Tình thương con bé, tình yêu, bàn tay em thật là nhỏ nhắn, bàn tay em là tình nồng em là đắm say. Cô bé mùa đông đáng yêu và tình thắm là duyên quê là tình thắm. Em bé là tình nồng là đắm say. Đắm say là tình yêu. Mì tôm ăn nhiều không tốt đâu chị ơi. Nhưng mà mình cho mày có mười rồi chứ không có mười ạ. Em ơi, cháu nó mới có 10 ngày. Mười mấy ngày hôm nay mới ăn được gói mì. Em lại bảo là không tốt đâu. Em ơi, có đứa trẻ nào mà nó không thích ăn mì tôm đâu. Trời ơi, em gái tình yêu của chị. Đó. Xíu nữa Kiến sẽ ăn cái này. Đây là tư duy tình yêu thơm thức tình nồng. Một ngày là Kiến sẽ ăn 3 cái viên này cho trí não phát triển thông minh. Đó, đây là vitamin omega cho... Úi, chết rồi, để chị mẹ lấy cái khác con ơi. Chờ mẹ tí. Cái này là omega, omega phát triển trí não cho trẻ. Đó. Một ngày Kiến nó 3 viên. Bà đang khấn cái gì đấy? Bà đang bắt chiếc giùm tôi. Là tôi uống viên tốt mỡ, tôi khấn cho gầy, cho xinh. Còn bà đang khấn cái gì đấy? Con khấn con học giỏi. Diệu Huyền Nguyễn, con em đẻ ở Mỹ mà mỗi tuần xin ăn một gói mì, con nít đứa nào cũng thích mì tôm. Lọ này của Kiến á, từ 2 tuổi mà cháu đủ răng thì dùng được rồi, còn không là 3 tuổi.
cái viên này nó là vitamin cho trí não nhé. Nhưng mà phải nhai nha mọi người. Phải nhai nha mọi người. Viên này và viên gummy tổng hợp. Đếm lên đếm lấy cho mọi người xem. Nựng con ê răng cho mấy mẹ. Đây, bên này là 8:10. 8:10 sáng. Cái này là, đây là best seller của dòng vitamin cho trí não nhé. 790.000. Bé Kiến qua đó học, hòa nhập được ngay, chứng tỏ tiếng Anh con tốt. Cũng bình thường, cũng ok. Con chào bà nội. Hôm qua, con đâu có ngủ dậy trễ mẹ. Hôm qua 11 rưỡi, nhà trường email. Cháu đi học trễ 2 tiếng, khiếp mẹ nào có giật mình. Không, đi học trễ 2 tiếng mẹ. 8:40, sẽ có mặt ngoài bến. À, 8:40 hả? Dạ. Chồng ông nói là 8:40 hả? Vâng. Tại vì chắc trời lạnh quá. Vâng. Định nấu gì cho ông nhá mẹ? Định nấu gì cho ông nhá? Dạ. Cái chảo con đang nấu ấy. Cái chảo con vừa mới nấu mì cho Kiến. Chị nào mua cái hộp này là 790.000 nha. 180 viên. Mà con ăn xong đây đây. Ừ, để mẹ dưỡng lên mẹ lấy cho. Thấy mẹ dưỡng mặt xong không hơn á. Ừ. Cái mà mẹ xuống thì mẹ lấy tiền mẹ lấy hộp cái ăn xong đây đi nha. Ừ. Lại lên mẹ. Chào Dương Chí Toàn. Mình đã gầy rồi bạn ơi. Bạn coi thường mình, bạn kêu mình lên 20kg. Mình khoe cho bạn xem vòng eo bó đì của mình. Mình bôi kem. Mình khoe bạn cái vòng eo bó đì của mình. Ok không bạn? Chào Dương Chí Toàn. Mình xin gửi bạn vòng eo body của mình. Chào các bạn. Chào các tình yêu ở Việt Nam. Sau khi mà mình giảm cân ấy, mình sẽ mình không nhậu với mọi người. Auto mình đẹp rồi Dương Chí Toàn. Nha bạn nha. Với tốc độ này thì nó chỉ là 3 tháng nữa thôi. Dạ bên này là 8:20 chị. Giỏi chứ các chị. Các chị chỉ cần không nhậu bia, không nhậu rượu, không nhậu nhẹt. Đây này, nó chỉ còn là thời gian thôi. Bôi kem. Chắc chị cũng phải giảm được 4 cân rồi. Đúng không Trinh? Không bia là gầy nhanh thôi. Cái này đang được giảm giá nha. Cái này 1350. Cái này bôi kem tan mỡ. Bôi nó sẽ lạnh nhưng mà đốt nóng bên trong nhé. Cái này 1350. Hôm nay chị nào mua giờ này, giờ này là giờ bên này là mấy giờ sáng rồi? Chị nào mua bên này hôm nay em giảm cho các chị xem nào. Em giảm các chị cái này còn 1150. Ok chưa? Giảm chi mai mốt của em bé lại to lại rồi em lại chị. Được ngày nào nó hay ngày đấy chị Thủy Nguyễn ơi. Sang qua bảng ngủ cùng giờ với em là sao mà dậy sớm vậy bà Thủy. Tôi đang chờ mấy quả xoài của bà đấy.
Thành Nam ơi, mẹ thấy thương con trai của mẹ. Con hết vào comment em này trông cũng ngon đấy. Giờ em với con trai lại vào comment em này chim to lắm đấy. Ông bà ông vả mày chết đi sống lại 10 lần cũng không đến cửa. No door. À mày cũng đéo hiểu no door là gì. Mặc dù tiếng Anh tao hơi kém, nhưng mà thôi tao bảo này, là cái thằng đàn ông ấy comment ít ngu là đấy, nhục quá là phải xóa comment. Chỗ đàn bà con gái rửa chim rửa bướm đi vào nhòm làm gì, không thấy mình ngu à? Hay thằng cha con nghĩ mẹ mày không giận mày, hay là con vợ mày nó bị làm sao nó không cho mày chịch mà mày thèm lời như chẳng có vậy hả con trai? Tao đã bảo rồi, đừng để tao khẩu nghiệp, địch mẹ mày tao khẩu nghiệp, tao chửi từ trên bàn thờ mà chửi lên. Vâng chị, hôm nay em giảm cho chị còn 1150 nha, nhất định là hôm nay nha, nhất định chỉ là hôm nay. Bôi này đó, các chị gói quần ghen bụng nha, nhà em bán quần ghen bụng luôn. Ừ, chị lai trong toilet suốt vậy chị chưa ỉa lên bàn thờ nhé em mà được rồi, chị chưa ỉa trên bàn thờ nhé em mà được rồi bé bi à. Hiền ơi, chị xỉ mũi xong bàn thờ nhé em, có cần cúng không chị cho miếng đồ cúng. Sữa tắm của bà Kiến đây, sữa tắm của bà Kiến, sữa tắm dầu gội 3 trong 1. Các em hãy ý kiến về chuyện chị lai trong toilet, trừ khi nào chị lai mà chị ỉa trên bàn thờ nhé, chị ỉa lại xuống mà ông bà ông vải em phải ăn cất của chị ấy, thì em mang ý kiến. Em hiểu không? Em làm đĩ em hay đổi cảnh chứ chị có một chồng một vợ một con, chị đâu có đổi cảnh được. Em làm phò thì mấy em mới hay đi đổi cảnh, nay ngủ chỗ này mai ngủ chỗ kia, xong mà tay hay cầm buông lơi, cô đơn một mình. Không phải trêu tí mà chỉ chửi khói đâu đấy em. Chị là không có nhu cầu trêu tí chửi sói đầu. Thường một chai này dùng được bao lâu á? Nó tùy thuộc vào cái vòng bụng của chị. Cái vòng bụng của chị là nó to hay nó nhỏ. Hộp tre kem tan mỡ này là 400ml. Ok, sao ra Trần mua một kem body inbox chị. Đó. Rửa sữa rửa mặt. Mấy con đĩ mặt lồn ấy, ăn cơm không ăn mà ăn khí đụ máu lồn ấy. Nên là mình cứ hay là em trêu chị một tí mà chị chửi. Chắc là ít mày phải ngồi lên bàn thờ, chúng nó ỉa từ trên ông bà ông vải chúng nó xuống thì chúng nó bảo mình là nói chuyện mất dạy, các bạn hiểu không? Các chị nghĩ đúng không? Chỗ người ta buôn bán làm ăn đi vào comment mất dạy, xong người ta chửi cho thì bảo người ta láo. Đó. Ôi dồi ôi, nhiều khi chó trên đường đời, chó dại, chó ngộ nhiều lắm. Chửi mình ấy, mình im thì nó bảo mình sợ, mà chửi lại nó bảo mình là mình gì? Là bú phê. Ừ, thế nào cũng được. Sợ cũng được nhá. Khánh Nguyễn Ngọc, sợ cũng được. Sợ chứ. Bọn vô học của ta phải sợ chứ. Bọn đàn bà vô học, cái loại đàn ông mà thua con đàn bà là các bọn vô học, ta phải sợ chứ. Chị em phụ nữ phải tránh xa mấy thằng như thế ra. Hàng xóm cũng không được gần luôn. Lây bệnh đấy. Chồng chứ là không được phép cho đến gần. Vâng, chị Xuân Hoàng mua son 888 inbox em. Mình ấy là mình phải tránh xa mấy thằng đàn bà mặc váy nhé các bạn. Nó bắt được thóc, nó không hiểu bắt được cái thóc gì luôn. Chúng mày hay bắt được thóc với cả hay sợ quá. Tao sợ mấy đứa bảo hay bắt được thóc với sợ quá. Sợ nhất luôn. Chúng mày cứ lo về mà bắt thóc ông bà ông vạc chúng mày đi. Xem ông bà ông vải chúng mày để lại cho bao nhiêu tiền để mà hưởng. Chứ chúng mày tuổi gì bắt thóc ai.
Bọn ngáo hay kỳ lắm. Cái gì bà? À bên này bị mất sóng. Đó, tôi uống ai thì đốt mất bụng. Đó, viên tốt mỡ bụng. Ôi dồi ôi, giờ chị không nhu cầu nhảy lồn lên với ai em ơi. Lồn thì lồn, chị phải nhảy với chồng chị nhiều nhảy lồn lên với cái lũ cha vơ chú vào chúng mày. Chúng mày học mà, đúng không mấy ba? Tự dưng nó kêu mình nhảy lồn lên. Lồn để nhảy với chồng, không để nhảy với bọn chúng mày. Yên tâm. Khổ tân. Hoa đốt mỡ. Ui giời, chị ô môi chồng chị bê đê cũng được. Không sao cả. Chúng mày nói gì chả được, tao nhận hết. Vâng chị Xuân Hoàng, tao nhận hết. Chứ chúng mày nói gì mà không đúng. Quan trọng là tao chỉ biết một điều đúng nhất là chúng mày nghèo hèn. Tao có một điều là tao chắc chắn tao đúng là chúng mày đi comment dạo chúng mày toàn lũ nghèo hèn. Chứ người ta có tiền có não ngay thế như vậy. Kính tới cận đâu nhỉ? Kính cận mình đâu nhỉ? Để đâu nhỉ? Ui giời, chúng mày nhây. Nhây hay không nhây cũng kệ mẹ chúng mày chứ. Tao quan tâm gì? Ok, cái điện thoại hết mất sóng à? Chị nói hay thế bình thường mà em. Mình làm gì có thời gian để mà mình tào lao chị khươn với chúng nó. Đấy, uống hai viên thuốc mỡ rồi. Bôi miếng kem. Trời ơi, nghèo đi làm thấy mẹ à, chị mới ngủ dậy em ạ. 8 giờ sáng chị mới ngủ dậy. Không để chúng nó comment cho nó có tương tác mọi người. Chứ cái lũ nghèo vừa ngu này nó có giá trị gì với em? À, kem chống nắng này là thứ 6 bên Việt Nam mới về hàng nhá. Đúng rồi, nghèo như tao mới phải like bán hàng suốt ngày. Phải like chứ. Chỉ sợ là những cái đứa like với cả quay clip cắn xé người ta suốt ngày đéo có ai mua. Đúng rồi, phải kiếm tiền bạc cắt chứ, đéo ai chả phải kiếm tiền bạc cắt mới lên đến bạc tỷ. Chỉ sợ chúng mày kiếm tiền bạc cắt như tao còn đéo kiếm được, đéo có cơ hội mà kiếm. Đời chỉ sợ những đứa mong có cơ hội kiếm bạc cắt như mình còn không có cơ hội luôn. Có chứ Khải Chin, cái máy rửa mặt chị vừa mới dùng là chị có bán nhân 590.000 em. Bà chan cho nó táp cái lồn rồi mới im mà không em. Hành kinh mới hết 3 ngày em ơi. Khi nào chị có hành kinh thì cho nó táp miếng. Vứt cái băng vệ sinh vào mồm cho nó đớp. Kem chống nắng hay 350.000 nhá. Đây là kem chống nắng sinh học, à kem chống nắng vật lý nhá. Quên, tự dưng nghĩ đến sinh lý đấy mà. Kem chống nắng sinh lý. Kem chống nắng ngày thứ 6 mới về hàng thì bắt đầu từ thứ 7 hoặc thứ 2 tuần sau mới gửi cho các chị được. Dùng pin đi chị, cái máy đấy sạc một lần là em sử dụng được 3 đến 4 tháng ngày 2 lần đấy. Nhá, kem chống nắng nhá. Đấy, kem chống nắng này là Hebora của Hàn Quốc. Ở sân bay nó bán 560 nhé. Cái này là nó bán ở sân bay Hàn Quốc này. Nhưng mà vì là nhập từ công ty, em phải chờ cả, em chờ sang đây 22 ngày rồi. Là em chờ 1 tháng mười mấy ngày rồi. Nít mẹ lồn chị làm gì có cửa, các cưng tác, các cưng chỉ đít mẹ cắn cái băng vệ sinh chị dùng gì vứt ra máu lồn máu liếc. Tay le lên bàn thờ chúng mày tuổi gì, chúng mày cắn lồn chị trời. Mùa xuân thì không có đâu các con trai.
kem dưỡng này này, kem dưỡng này không xấu nhé. Vợ chồng chị ngủ riêng cũng được, đúng rồi. Chị ngủ bên này, chị livestream chị ngủ bên này chứ. Khi nào cần giao cấu mới sang bên kia chứ. Yên tâm. Trời ơi, chồng chị 9 giờ, 10 giờ mới dậy. Thì chồng chị ngủ phòng bên kia tí, sao? Chị thích cái gì chị sang bên đấy, chứ cái gì chị xoắn. Trời ơi, Quỳnh ơi. Chúng nó rất là ham muốn nhòm xem vợ chồng chị đụ nhau thế nào. Nhưng mà đời quá đen các em ơi. Rồi xong đi. Chứ cái mồm tao nói cỡ này mà tao không có phòng, tao không có phòng riêng thì làm sao tao ấy. Trời ơi. Trời cái gì, Trang sang đó 3 tuần mà tây, tây đâu mà tây bà. Còn mà tây tiệu. Ra đây con. Thấy mẹ lấy thôi. Ui rồi. Con chào mọi người sao? Chào mọi người. Thì được. Nào. Ok la. Hàm xem mây đi giúp con. Đi. Hàm xem baby này. Hàm xem baby này giúp con tăng chiều cao và học và tập trung học. Hàm xem baby này con dùng để con phát triển chiều cao và thông minh với lại ăn nhanh hơn và lanh lẹ. Còn cái này để giúp con học giỏi hơn. Nhìn lại rồi. Cái hồng sâm thạch cho mọi người. Mỗi ngày một gói, cái hộp, cái gói hồng sâm này là sẽ giúp cho trẻ em có sức đề kháng tốt và ăn ngon. Trời ơi, đề công chúa tuyết rơi của tôi. Công chúa tuyết rơi. Nó có chồng phương hỏi như thế nào? Gì em? Mẫu kính em đang đeo có bán chị. Mẫu kính đang đeo có bán. Mẫu kính đang đeo có bán. Có sở thích đến live stream. Thích live stream thôi mọi người. Đây là viên đốt mỡ bụng nè. Để đây, ngày 2 viên. Mẹ ơi, mai 9 giờ mình vẫn đi học bình thường không mẹ? Hôm qua chưa có bôi dưỡng thể. Đúng rồi, mày đọc tiếng Anh. Tiếng Anh. Ra lấy giúp cái kéo. Vứt hộp mẹ bà này. Vì giảm cân lên không ăn. Sáng ngày ra uống một gói hồng sâm baby cho nó khỏe. Bà Kiến thì bà uống hồng sâm nhung hiệu. À, em uống hồng sâm nhung hiệu. Kiến uống hồng sâm baby. Nguyễn Trinh cuối tuần lại ra chợ ăn bún đậu bún ốc. Nhớ chụp hình check in tag chị vô như Trinh.
Chào Tuấn Anh, lúc nào chị chẳng nát hàng, mọi người thương chị vô cùng luôn. Còn 10 phút nữa sẽ ra xe con nhé. Này, chưa bôi dưỡng thể nhé. Chưa bôi dưỡng thể nhé, chưa bôi cái gì luôn nha mấy bà. Thấy không? Thấy cái da nó bóng bóng không? Có lạnh bước đấy không mày nhỉ? Có ngoài lạnh bóng không mày nhỉ? Mặc áo lọ củ lọ nó có hơi lố không? Ờ, có gió thổi à? Ui giời, hoa mai chị thích mà. Cho chúng nó muốn làm gì chúng nó làm. Kính chị đeo cái này có màu đen và màu xám nhé. Kính chị đeo là có màu đen, màu xám. Màu đen, màu xám và màu ghi ghi hay sao ấy. Bên này chắc cũng mấy độ rồi. Ở đời mà cần gì phải ai làm gì mình. Em chỉ cần đặc biệt hơn người ta. Em chỉ cần kiếm tiền dễ hơn người ta là người ta đã ghét rồi. Khi em là một người rất bình thường, em không có năng lực hơn người ấy, là đảm bảo là em không bị ai ghét. Hoặc là bị ít ít. Mọi người hiểu không? Còn nếu như mà em có một cái năng lực hơn người, em chỉ cần hơn người là người ta ghét. Cái này cái điều, cái này nguyên lý cơ bản. Một cái nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống. Đó, thấy tóc không? Gội đầu hôm nay sang ngày thứ 3 rồi. Ở đời việc gì mà mình phải chứng minh với ai, chứng tỏ với ai làm gì cho mệt. Nhiều khi mình trêu chúng nó cho chúng nó tức chơi vậy đó mọi người. Không phải sang bên này da trắng hơn ở Sài Gòn chị, mà là sang bên này thứ nhất là em không ra đường, cái thứ hai là em ở trong nhà em dưỡng. Em dưỡng chị hiểu không? Em dưỡng cho nó đẹp. Đúng rồi chị Linh Louis. À, những đứa ghét em thì em lại càng cho chúng nó mỗi ngày nhìn thấy em, nó càng ghét, nó càng bực. Quen giờ bên Mỹ chứ chị, có gì đâu mà không quen em. Chị ở Việt Nam chị cũng sống theo giờ Mỹ mà. Cuộc sống mình chẳng liên quan đến chúng nó, mà chúng nó ghét mình thì chứng tỏ cuộc đời của mình có những thứ chúng nó không bao giờ với vào được nên chúng nó ghét. Nếu như mà mình nghĩ về một cái chuyện mà người ta hơn mình một cái gì đó thì mình phải cố gắng, mình phấn đấu để mình cuộc sống tốt đẹp hơn, nó khác. Kính 490.000 Tuấn Phương. Và em thuộc là da dầu. Em là da dầu cho nên sang đến vùng lạnh thì da em sẽ đẹp hơn da bình thường. Còn những chị nào mà da khô ấy, mà sang đến vùng này này, những cái vùng khí hậu lạnh này thì da khô sẽ rất là khắc nghiệt. Da khô ở những vùng khí lạnh sẽ rất khắc nghiệt. Vâng, cô Hoa Vũ kệ chúng nó chứ, nhưng mà cháu thỉnh thoảng cháu chọc chó cho nó chịu vui mà. Thôi Nguyễn Hưng ơi, chị đấy thì dành cho các em nên chị không dây bọn tù tội. Không dây về cái con mùng gầu tù tội đấy nhé. Người ta đi tù, người ta ví dụ người ta chẳng may gây ra va chạm chết người, người ta đi tù hay người ta gì thì đã đành. Còn đằng mày vu khống, mồm gầu răng cuốn lô vào tù ấy, là cái loại đấy không nên dây. Vâng, chị Thùy Anh mua máy rửa mặt nhắn tin em. Nhớ cha để làm gì, tự dưng thời gian chúng mày đi nhớ một con ngồi tù. Sao chúng mày không nhớ cha nhớ mẹ chúng mày? Bọn ngu. Chị nhận được tiền nhà rồi nhá Duy. Chị nhận được tiền nhà rồi. Thank you em, thank you em.
Đấy. Hôm nay là mùng 10. Hôm nay mùng 10 bên này. Tiền nhà, bom. Không dây cô Hoa Vũ ạ. Củ chúng nó cả. Sợ lắm. Cháu giờ chỉ chơi với những người nào vui vẻ, hạnh phúc. Còn chúng nó mà rảnh quá, nhớ mẹ quá thì chúng đi vào để mua cho mẹ nó cặp bánh chưng ăn Tết. Chứ còn cháu thì thôi, cháu chơi với những người nào nó vui vẻ các bạn. Tầm này thì người ta chỉ khoe mình sống bình yên hạnh phúc, chứ ai người ta đi khoe với cái chuyện tào lao chi khươn. Của chúng nó cả các cô ạ. Cháu chịu. À, Nguyễn Vân ơi, bên chị có mặt nạ cấp ẩm. Kiến là da khô nên sang này Kiến phải sử dụng mặt nạ cấp ẩm Lan đây. Nguyễn Vân ạ. Chị Hạnh Ngô ơi, em nói thật đấy. Đấy, giống như chị, em nói chị đấy. Là đến giờ em vẫn chưa có lịch thi bằng lái xe. Mà em thì phải có bằng lái xe xong thì mới có thể lượn lờ tung tăng được. Giờ chưa bằng lái xe, chưa có lịch đi thi luôn. Con để đó. Thật không? Đâu có, con đi giày vào trong nhà mà. Mẹ nhớ mình để trong nhà một tí. Ngoài, chắc chắn là con để ở ngoài. Ngoài ra. Bà bảo hôm qua bà đi về nhà, bà cũng không nhớ luôn. Mới... em sợ em thua, em thua cái phần là lý thuyết không mấy chị. Vũ kêu xa mới nhận được trà giảm cân uống liền. Chị ơi, không biết có phải cảm giác không mà uống vô tập thể dục mồ hôi đầm đìa. Đó là hiện tượng của uống trà nhé em. Uống trà là nó sẽ ra mồ hôi. Uống trà nó sẽ ra mồ hôi và để nó đào thải. Em hơi lo lắng. Ui, em mặc áo ngược cả các chị. Ui giời, mặc áo ngược, sorry. Đấy, cái áo này mua là... em chùm mặc áo ngược với áo trắng. Hà Nội hôm nay mưa rét lắm rồi mọi người. Bên này là cũng lạnh. Xong việc Kính ơi, đến giờ rồi. Đưa Kiến ra chỗ đi học đây nha mấy bà. Trời, em cũng mới đậu lái xe bằng ở Tennessee năm ngoái. Lão chồng người Mỹ dạy lái xe mà chửi nhau đánh nhau. Trời ơi. Sơ. Nhẹ tay luôn. Cầm ở dưới. Mẹ, mẹ giúp con hộ con nghe. À, đây là chồng tôi nhuộm tóc cho mẹ tôi nhé. Rất đẹp nhé. Lạnh không? Chết cha, 33 độ. Đấy.
một ngày việc nặng nhọc nhất chính là đưa Kiến đi học. Ôi tự giác luôn à? Đấy. Kiến, Kiến chờ mẹ nào? Kiến ơi, chờ mẹ tí nào. Trời ơi, bữa nay bà không cần tôi nữa rồi. Hôm nay bà không cần tôi nữa rồi mọi người ơi.